Sống làm gì vậy? Cho nó chìm xuống. Chìm xuống. Trời ơi, mà chết trà hả? Dạ, làm trà. Trà mà bỏ vô cái chai nhựa, nhựa có chất độc nó ra nha mày. Chứ sao? Cái đồ nóng là không được bỏ đồ nhựa. Nó có một chất độc nó tiết ra rất độc và ảnh hưởng đến ung thư đó. Ghê em nổi. Chứ sao? Thiệt chứ tao giỡn mày ra mà ghê. Hôm nay cam bán được không sếp? Cam hả? Bán được ra ra ra. Bây giờ ta sẽ thấy mà mua cam nhiều quá, giải cứu bằng 100 kg mà tin không? Dạ tin. Và mà cân tao 100 kg. Dạ. 50 kg là mày tới phát chỗ nhà của chị Lan bên quận 8 bữa đây mà đi mà nhớ được không? Không nhớ. Cái chỗ kho lạnh 78 vô đó. Đường An Dương Vương á. Chiều đó đi được không? Chiều mình chạy đi ra được. Chiều đó mình đi giao đây còn 50 kg để lại cho tao. Là 50 kg mình đi phát. Phát tao đi phát hết. À. Là chị Ly cho một số người chỉ cho. Rồi còn lại 50 kg là đưa cho. Mà có vô bọc không á? Anh có vô bọc nhỏ nhỏ không là để anh để nguyên. Mà 50 kg mà để được máy bọc. Bọc nhỏ nhỏ đi hả? Để coi một bọc 20 kg, 30 kg để coi bọc 20 kg. 2, 4. Cũng như gần 3 bọc. Theo cứ một bọc 10 kg đi. 100 kg. Thì bây giờ mày cân tao 50 kg đi. Trước đây còn 50 kg kia chiều mày cân. Em cân đi em lấy cân bọc 20. Bọc 20 kg đi ha, cho dễ. Bọc 10 kg à? 10 kg à. Rồi rồi, cái bọc trắng nhà chắc cũng đủ 10 kg á, vậy bán đi. Cảm ơn định định nha. Cảm ơn nha. Ở cái cô gì mua nè? Chị Lan. Bữa mua đó, bữa mua gọi điện 10 kg qua nó lấy nè. Chị là phải mua cái ca để mình phải trà. Đúng rồi. Chứ cái lượt đó, cái đồ lượt mà thứ lượt cái ca đó. Nhưng mà phải mua cái đồ sứ, không được dùng đồ nhựa mà bỏ nước nóng vô nó ảnh hưởng sức khỏe lắm. Nói không chịu nghe. Còn bánh bèo kia đi đâu vậy? Cứ ăn cam hả? Đi cam cam mà. Sáng giờ bán được không? Sáng bán này gai cũng mấy chục ly đó anh. Cũng bán cũng đắt. Có dừa bán chậm quá. Bữa nào qua bển nói anh chín dâu chỉ ngày lấy mới được. Xin vía hả? Mày nói bữa hôm qua em xin vía mà ông bị 2 năm rồi công an bố qua mày. Hút xe. Số mày xui như cái gì? Cái đó là do như mình bán đâu biết ngày nào đâu. Tại bán thường cam này đẹp nè. Đâu mà có anh thay được mặt. Cam bữa cam cũ sao không lấy này dắt sao lấy cam mới vậy? Sao? Cam ba mà qua cũng thấy cũng cũ quá trời cũng muốn hư rồi đó. Sao không cứu ổng đi? Cam kia hả? Ừ. Cam ổng bữa qua muốn hư rồi. 41 kg rồi đó. Anh coi nè, ra đây cam rất là. Nhưng mà ta mua 100 kg là lấy cam mới nha. Còn mua 100 kg mới. Giờ có mạnh thường quân mua giúp nó 100 kg cam nè. Cảm ơn quá trời, cô bác ơi. Vui không bác? Giúp được 100 kg vui không? Nghe được chị cháu. Cô Lan cô bác. Bên kênh của anh này, cô Lan ở bên kênh của anh. Lấy con lấy cam đó. Thôi cam bữa nay đúng đẹp luôn nè. Đẹp không vậy nè. Nhưng mà nước ngon không là vấn đề. Ngon. Ngon hả? Màu rất là đẹp luôn. Em cắt cái này ăn với tiêu thiệt ngon. Nó ngon như Bình Định không? Cái đó bị sượng nha. To là dễ sượng. Nó to nó dở. Có cái gì như vậy nè, ok nè. Ok ha. Nè nè, cái này nó ok. Dạ. Ừ. Cái này hơi người ta. Bự quá thì nó bị xốp á, nó cũng như ổi vậy đó. Bự quá thì nó dở. Lỗ rồi đó. Cái đó mình vẫn dắt được. Ừ. Mình kèm vô mấy cái ly đó. Cái xấu kêu nó làm nước, còn cái nào đẹp đẹp thì con đi bán cái con. Đúng rồi. Ngày hôm nay chị Lan một mạnh thường quân của kênh Bình Định Giáo Yêu mua ủng hộ trồng số 100 kg cam. Thấy nó bị ông già nó cho leo cây nên là mua ủng hộ cứu đó. Ông kêu lấy 50 kg đi. À, mình nói con không lấy 50 kg, lấy xong rồi cái không lấy. Nhưng mà bữa hôm qua mà biểu vợ chồng bán cam lấy 100 kg mà. Lấy 100 kg là khác. Là cái phần bên đó, bên kia kìa. Cái phòng của chú kia á. À. À, mà lấy hai nơi luôn hả? Lấy hai nơi mà.
Rồi tôi sợ mà luôn á. Này bên đây là máu riêng, đây là máu riêng. Còn cam đó là của chú kia giao. Cam này của chú chị mới đem giao á. Màu cam rất là đẹp đó. Cam lá cam nhỏ giác. Cam nhỏ còn mới giác giác đó. Để giờ bớt rồi. Màu đen cho anh xe rồi. Màu cam nó rất là đẹp phải không? Trời ơi cái nhà vậy mà toàn cam với cam vậy. Bây giờ chị thì soạn ra 100kg nè quý vị. Ủa giờ mỗi bịch 5kg hay sao vậy? Không có bịch lớn hả? 5kg. Cái gì hồi đổ ở đây làm căng rồi á. Là 50kg là đủ chưa? Rồi còn 50kg nữa cân là chiều để chậm em cho địa chỉ nó vào. Là mua 100kg đó. Vậy là giờ lấy 50kg trước. Giờ lấy 50kg trước. Rồi chị soạn 50kg đi rồi chiều chậm chở đi. Chị cột vô cái bịch 5kg, 5kg cột vô. Đi đâu vậy? Để phụ mẹ nè. Em đã đứng ra rồi. Rồi. Ừ. Còn cái có mấy giờ cái con gì không giờ gỡ gì vậy? Tại ngày nay anh chậm mua tới 300kg hả chị? Chắc cũng gỡ đó, 200 mấy rồi 300. Tại vì điện hồi cái chú kia rồi mà cũng như ổng đem lên á. Gỡ lên rồi lấy luôn. Gỡ luôn luôn quá đằng quá á. Điện hồi ông rồi mà ông mẹ, không ngồi được nhắm. Mẹ, mẹ. Nhiều hơn hết là 50 đó. Cái gì cái hai bọc 25 kg ha. Hai bọc thì 50 kg thử. Cái máy cam cũ kia cho nó nhắc hồi trước đi nhắc cái cam mới còn quá trời kìa. Cái đó hôm qua thấy cha ông bán không chậm đó, mua mình dắt bây giờ ông để mấy ngày đó, nó mất cái xe rồi nó có gì dắt được. Ngày 25 tiếng. Đứa nào vậy bạn? Quý. Ủa bữa nó trả phòng trọ rồi sao mà nó thuê lại nữa hả? Nó chưa, bữa nó chưa trả. Nhưng mới dọn sạch sẽ à. À, hên á. Đang ngồi gì đây luôn, chưa rồi, chưa chị trả rồi. Với lại mình cũng đóng tiền đủ một tháng rồi. Vậy hả? Để cho em 2-3 cái bịch không nha. Để em phân ra sau. Bữa chị thì với chồng súng thêm mặt bằng kia bán được có 5 ngày lời không được 1 triệu mà mất 2 triệu tiền mặt bằng quý vị. 5 ngày không bán được 50 ly. Không có 50 ly. Rồi kéo cái xe kia đợi để em đợi đây cho. Bỏ cái khiên gì hả nổi. Chú Bình Định với bé Tâm Linh kéo xe ra nha. Năm chục ký không? Chị cứ cân đủ 50kg như vậy cũng được nè. Xong rồi cho một ít bịch nữa. Để cho cô kia cô phân này, cô cho ai cho. Chắc nổi không? Ừ. Ừ, có 20kg thì ráng đi. Đây là mấy mẹ con nãy giờ đang cân cam quá trời luôn quý vị.
Ngày nay có chị Lan ở bên quận 8 giải cứu 100kg. Ký đây bán 24.000 20 ta. 24. 24 được không? Ê coi coi chưa lấy đồ nè, chưa lấy đồ mà. Rốt cuộc Túc Linh vẫn chưa đi học nha cả nhà. Mất 400 đô rồi tiền đâu đi học. Tiếc không chị Thị? Không tiếc hay sao vậy? Sao không lấy vậy? Dặn hơn hả? Không có dặn. Mà lấy 400 đô mà cái đầu mình nặng quá rồi thôi. Vậy hả? Ấy cái đầu mình nhẹ luôn. Ở tới mẹ nè. Kéo kéo kìa, hai mẹ con kéo đây kìa. Đó là mức số. Mình đổi phía sau chứ đổi phía trước gì ta. À, hai mẹ con đổi cái ăn ra chỗ trồng sống nè. Ở nhà coi nhà nha. Có cái bịch nào lớn không vậy? Bịch nào tận 10, 15kg gì không? Vậy hả? Đây là phòng của trọng sống ở nè. Ủa bên đây còn cam chút chút quá trời nha. Để kéo lùi á. Rít lên. Trời ơi chú dập chân rồi nè. Hai mẹ con nó nói nó chụp kính. Đây 15kg cái gì hả? Sao dân dữ không à? Hai mẹ con nói nãy giờ chưa tới nơi luôn. Không ai uống luôn, tự nhiên đâu nè. Quá dữ luôn. Tự đem về luôn. Cơm cha mày kìa. Có nợn xe. Năm chục. Chiều 50kg kia mà đi giao nha. 50kg là vô trái đúng không? Không, vô như vậy nè. Chỉ cho em á, gửi qua Zalo á, ừ. Nhắn ở đâu á. Rồi coi em kìa. Đi vô chổng đi, tôi lên. Xe lớn nha. Qua đi, qua đi. Vợ chồng cầm súng dắt xe đi gầm cầu quý vị ơi. Đang tính nè, tao gửi địa chỉ là chiều mình đi giao nha. Mát quá rồi. Có gì gọi nhắn tin qua Zalo em á. Nắng quá trời nắng nha. Ở nhà tao thấy còn quá trời cam nhỏ đó, đem đi dắt trước đi. Chút nữa. Chút nữa hết mà. Để hết này vô là lấy nha thầy. Vậy tí nữa chắc cam đúng giờ tao lái nha, trở là tao đi phát cơm đó, tao không lái ráng chịu á. 4:30 là có. Mấy giờ? 4:30. Đạt 68 ly cam nhưng mà giờ lái 34 ly thôi, ngày mai tao lái tiếp. Rồi. Là ép cái kia nè. Giờ lái chắc là vừa đó. Giờ ép là nó để lâu rồi bị đắng đó. Để đúng giờ, đúng 3 giờ ép được rồi. Là một 68 ly là lát trước 34 ly là chị Ly Úc mua. 4 giờ rưỡi anh về đúng không? À, 4 rưỡi là đi phải không? Đúng rồi. À, ở 3 giờ 40 á là ép vừa đó. Mà vừa ấy giờ anh lại luôn á.
Thì ngày hôm nay em sẽ phát thêm cơm với lại cam ép do chị Ly bên Úc mua ủng hộ đồng súng nha cả nhà. Và chị Lan có mua ủng hộ đồng súng 100 ly luôn. Chị Lan quận 8, hồi bữa cũng có mua đồng súng 10 kg rồi, bữa trời mưa đó. Dạ. Chị Ly mua của em đúng không? Ừ. Có chị đã mua ủng hộ em. Là bữa nó mua nó mấy cam điện rồi. Có để trong cái này không có điện nè. Có mua rồi. Kêu em có lượng lấy em điện em cũng lượng. Em điện đâu mượn, em điện của mày có mà. Chẳng hết. Với em mấy cái ly vô đó ép cái rồi rồi mình được. Nhanh mà có ba máy ly. Ờ. Ép ly trực tiếp cũng được. Nhanh quá trời. Ồ, giờ mình để cái dù mua nào vậy? Vậy hả? Bự. Ủa nghe nói vợ mà có thai hả chào? Có đâu. Vậy sao Tê Tê nói diệt tích? Có đâu. Không có em diệt tích có thai hả? Tưởng mà làm thằng cu nữa. Đây gian hàng của trọng số nè quý vị ơi. Trời trời nắng chết mẹ luôn mà nó mua áo mưa nó bán. Lát khách vô đi con. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn của chú chị vào một video clip tiếp theo ạ. Cảm ơn chị Lan ở quận 8 đã mua ủng hộ 100 kg cam và chị Ly bên Úc ủng hộ trọng súng là 68 ly mà mua trước một nửa để đi phát. Rồi cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều và bye bye.